Hey, what's up? Giang đây. Đây. Mọi chuyện bắt đầu như này. Một trong những vấn đề lớn nhất mà Napquid gặp phải là vấn đề về dụng cụ. Cụ thể là bóng và găng. Chai bóng cuối cùng mà bọn mình có cũng đã bị bể vào cuối tuần trước. Và Napquid đang phải sử dụng bóng tennis để duy trì hoạt động. Nên mình đã vạch ra kế hoạch vận chuyển tiếp tế cho Napquid từ Sài Gòn về Đạ Tẻ. Kế hoạch này gồm 3 bước. Thứ nhất, nhận tiếp tế từ tổng chỉ huy Napquid. Thứ hai, vận chuyển tiếp tế từ Sài Gòn về mặt trận Đạ Tẻ, nơi mà quân đoàn Napquid đang đóng quân. Và cuối cùng là... Giang đây! Đi luôn nhá! Still on my way, and though the journey's pretty slow, I know I'm gonna find my bro. I've reached the top, and I won't stop. My heart will find its place with gumball. I won't stop, give up, or stumble. I'm on my way. I love my brother, that's the truth. So you know what I gotta do is find my way. I'm on my way. I've got my lungs and that's a starting.